Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền thời trang tinh tế. Dây chuyền thời trang tinh tế được nhập khẩu từ Italy và 18K đảm bảo chất lượng. Dây chuyền vàng trắng hiện đang là xu hướng trang sức được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, tự tin thể hiện cá tính. Dây chuyền thời trang tinh tế, sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.